Xin chào các bạn đây. Hôm nay bọn mình lại có một cái chương trình mới, giống như tất cả những cái gì mà mình nói ở trong cái Việt Nam Clean Up. Thì thưa các bạn, đây là các bạn thấy không, đây là một cái góc thật sự là nhìn rất là vớ vẩn đúng không? Nói chung là nhìn không đẹp. Bây giờ anh em bọn mình sẽ cố gắng sắp cây các khối làm sao sau khi hoàn thiện đưa lên hình các bạn sẽ thấy rất đẹp. Nó giống như tất cả các góc khi bọn mình đi làm ấy. Ví dụ ở một nơi nào đó nó xấu, bọn mình dọn rác xong, mai sau bọn mình cũng chỉ thích thế thôi. Nếu bọn mình có được cái sự hỗ trợ của ai đó có tài chính chẳng hạn, thì ví dụ người ta muốn cái góc đấy nó đẹp, muốn góc đấy nó có những cái cây xanh, có những cái phủ bóng, có những cái gốc cây trở thành những cái góc vườn rất đẹp ấy, thì mình khẳng định các bạn có tiền là làm được. Và khẳng định là với anh em bọn mình, thì với những người ở cây đời showroom 39 cây đời sẽ làm được điều đó. Tại vì bọn mình cũng có những cái nhà vườn, bọn mình cũng có những cái cây để các loại để làm sao nó phù hợp nhất. Mình mời các bạn nó xem, bắt đầu chúng ta nào. Sự chuyên nghiệp của người anh em thiện lành. Chỉ tội gái đẻ hơi hở húng. Ok, đẹp đấy. Rồi, đi xuống đi. Sự dẻo dai của anh em thiện lành với một chiếc ghế như này phát người anh em thiện lành nắm tư phát lên. Cái này phải chắc ấy, căng, thật căng. Chế dừng bên Campuchia cho nên mà nhảy dù không thành công, mà nhảy dù cái bài đại học chưa thành công mới rơi xuống mặt đất đi chứ. Cho nên nó bảo là bàn tay phúc lâm lên tất cả, có sức người thì cứ gào đảng mà thích cơm. Bờ rất là thoáng đẹp rồi, bắt đầu anh em bọn tôi sẽ cho cây bê cây dưới trước, xong bắt đầu mình sẽ treo cái này sau. Đấy, bây giờ anh em bê cây kia vào. Đấy. Thì trong nguyên tắc của nó ấy, thì là cây cao thì ở trong, cây thấp ở ngoài. Vì vậy mình bê. Nghe nghe thì anh đây bê. Đờ, cây này, bê cây to này nè. Cây to chưa à? Đấy. Nhẹ lắm, không nặng đâu. Rồi, bây giờ cẩn thận. Rồi, cứ để sẵn đấy, để sẵn đấy, được, ok, được rồi. Đấy, xong rồi bên không, tí nữa vừa chỉnh dần. Cây cẩn thận nhá, cây đi từ từ lùi xuống nhá. Cao lên là bị vào đấy. Ok, tiếp tục hai cây kia vào, xong bắt đầu sắp xếp sau. Đừng, có chứ, từ gốc. Có. Rồi. Cứ để xuống đã, cứ để xuống xong tính sau. Rồi, góc kia nữa. Với góc kia, đuôi xe máy. Rồi, để góc đấy. Đây, để đây, dán đây. Có mở được anh, biết đi. Không, để sát vào, sát trong. Rồi, ok. Đấy. Không, đừng để lá thế. Đây, kéo này dịch ra đây cái. Kéo này dịch ra rồi được. Đừng ok. Kéo dịch ra một tí. Ok, được rồi. Kéo dịch ra bên này. Ra ngoài cửa mà.
ra nữa. Ok được rồi, kéo cái ra. Ok được rồi. Đấy, cái này dịch ra một tí. Đúng rồi. Thôi được rồi, cái này đẩy đẩy vào trong một tí, đẩy. Ok được rồi. Tí nữa. Xong. Ừ. Ok ok được rồi. Đấy. Phúc ra lấy cho mình tất cả đây vào đây. Tạm thời để đấy, để bắt đầu xoay. Xoay cái này cho mình ra mặt, mặt kia ra ngoài. Xoay, xoay đi. Xoay, xoay, xoay nữa. Xoay nữa. Xoay, ok. Kéo vào góc một tí, kéo vào góc. Kéo họ vào góc, cứ kéo đây, kéo đây, kéo. Ok, được rồi. Đẩy cái này vào đây. Ok, rồi, ngửa lên một tí tẹo ra. Ok, được rồi, cái này đưa vào đây. Đưa ruột nữa nữa, đưa vào đây. Được rồi, cái này đưa vào giữa, thẳng vào giữa. Ok. Xoay nán ra, rồi rồi. Cái này vào đây. Cho tí nữa, đẩy cái này ra một tí. Ok, được rồi. Bây giờ treo kia. Em xô. Thì rồi, độ cao đấy đúng nhỉ? Ghế đâu? À, được rồi. Ok, được rồi. 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 Hai cái nữa là quá đẹp. Hai cái trong kia. Thôi, bạn kéo từ từ về ra. Xong bạn đừng kéo ra. Đừng chạm vào cây cảnh. Bạn đừng làm hỏng. Đừng. Năm trăm. Rồi. Bán hàng đem kìa. Ok, lấy đi. Ra lên, lấy cái lưỡi, để một cái lưỡi ở đây. Cho lấy một thanh cái lưỡi. Không, để đấy, cái đấy thôi, là đủ. Rồi, bây giờ nhanh nhá. Kéo này ra, từ hai cái này, hai đường kéo hẳn hai cái ra. Cho đây vào, cho vào trong, cái này cao hơn mà. Kéo ra đây, cứ để ra, xong tí nó ấy lại sau. Để tránh bị tranh. Đây, đúng rồi. Và đưa ấy vào trong giữa. Rồi, ok. Rồi, ok, được rồi. Và để tớ, đấy, một cái ở đấy. Không, cái đấy bạn ra đây tới một cái nhỏ đấy. Rồi, ok được rồi. Đấy, cái kia ở giữa. Rồi, ok. Xong rồi, ok. Để tới cần cả đi lại đúng không? Thì đây là nói chung là nó chỉ là đấy, các bạn thấy không? Nó chỉ là hai anh em làm những bước nó đơn giản, nó có nghĩa là chưa phải thiết kế thiết củng đấy. Mà có nghĩa là chưa để hoa hiếc ở trong là sao đó, để làm những cái dàn nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn thấy nó hợp lý không? À, chiến ra hẳn xa tí chứ. Cho nó anh em nhìn nó sẽ thấy hơn. Đấy. 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 Ok. Đấy, nó có một cái góc không gian rất là chill. Kể cả anh em ngồi đây nói chuyện ABC nó rất là hợp lý. Ok, đấy là những cái gì mà ngày hôm nay bọn mình muốn gửi đến các bạn. Đấy, các bạn nhìn đây, cả đây nữa này. Đây, những cái thứ mà nói chung là nó cũng chưa được chỉnh chu lắm thì mọi người thông cảm.